kênh 7 xin nghe. Kính thưa quý vị, thời gian qua, Alo Cử Tri nhận được kiến nghị của người dân ở xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về mong muốn chuyển đổi đất công ích để mở rộng chùa Hưng Phúc nhằm xây dựng một số hạng mục cảnh quan và nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Vấn đề này chưa được các cấp ở đây xem xét. Theo kiến nghị, chùa Hưng Phúc được lập nên từ tích cũ và hiến đất xây chùa của người dân ở giai đoạn trước. Tới nay, nhờ sự giúp đỡ, đóng góp từ nhân dân, ngôi chùa đã được xây dựng lại và đi vào hoạt động. Khu đất này là của các cụ hậu, người ta không có con, người ta cung đức vào chùa để người ta rằm năm tết bảy người ta sống, người ta ăn mày Phật. Hiện nay bên cạnh chùa Hưng Phúc đang có khu đất được xác định là đất công ích, có diện tích hơn 3.000 m². Người dân kiến nghị chuyển đổi để mở rộng diện tích chùa Hưng Phúc. 75-80% là nguyện vọng nhân dân là mở rộng khu chùa. Thế còn kiến nghị thì cái này thì cũng là chúng tôi chỉ là người đề nghị thôi. Thế còn đơn đề nghị các thứ là do người cao tuổi gửi ủy ban xã và để ủy ban xã gửi cấp trên. Được biết, vị trí đất công ích đề nghị mở rộng chùa đang được quy hoạch theo dự án các khu đất xen kẹp trên địa bàn xã Phú Lâm, huyện Tiên Du. Theo đó, khu đất này sẽ sử dụng để làm đất cây xanh, đất giao thông. Thế tại sao đây cũng là đất của công cũng cho vào chùa? Mà công viên cũng là cho tòa chùa và là của tập thể, mà công viên của chùa mà các ông cố tình các ông không cho chúng tôi, mà bây giờ nhân dân chúng tôi cũng đã đồng tình. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Phú Lâm cho biết đã nhận được phản ánh kiến nghị của người dân. Tuy nhiên, khu đất đã được quy hoạch thì cần phải thực hiện theo đồ án. Bà con có nguyện vọng như vậy nhưng mà chưa thể giải quyết được vì đây là phần đất công ích. Thế do vậy nếu muốn mở rộng thì phải được các cấp xem xét phê duyệt thì mới đưa vào quy hoạch được. Thế do vậy là cái việc mà kiến nghị của bà con nhân dân về cái việc mà mở rộng chùa thì cần phải các bước tiếp theo, không thể một sớm một chiều được. Theo quy định tại Điều 159 Luật Đất đai 2013, đất cơ sở tôn giáo có đất chùa được nhà nước cho phép hoạt động, diện tích giao cho cơ sở tôn giáo sẽ do thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định.